Xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với kỷ nhà Trần, đời Thuận Tôn Hoàng đế. Vua Húy con là vua Húy là Ngung, con út của Nghệ Tôn, ở ngôi 9 năm, xuất gia hơn 1 năm, bị Quý Ly giết, thọ 22 tuổi. Vua chỉ ngồi giữ ngôi không, chính sự do quyền thần làm cả, tai họa đến thân mà không biết, đáng thương thay. Kỷ Tỵ năm thứ 2 tức năm 1389, mùa xuân tháng Giêng, thành lập Thánh Ngâu là con gái trưởng của Quý Ly làm hoàng hậu, gọi chỗ ở là Điện Hoàng Nguyên. Tháng 2 chôn Linh Đức Đại Vương ở núi An Bài, sai Quý Ly trông coi việc ấy. Tháng 3 cho Đỗ Tử Trừng làm ngự sử đại phu. Mùa hạ tháng 4 cho Phạm Cự Luận làm thiên thự khu mật viện sự. Quý Ly hỏi người nào có thể làm thuộc viên ở khu mật viện được. Cự Luận tiến cử em là Phạm Phiếm cùng Vương Khả Tuân, Trương Dương, Hàn Tử Tây, Nguyễn Sùng, Nguyễn Thư, Nguyễn Cảnh Chân đều là người có danh tiếng đức vọng có thể dùng được, mà Đỗ Tử Mãn là hơn cả. Tháng 5 vua cho Khả Tuân coi quân thần dực ở Ý Yên, Trương Dương coi quân thần dũng. Mùa thu tháng 8 người Thanh Hóa, Nguyễn Thanh tự xưng là Linh Đức Vương tránh nạn ở sông Lương, nhân dân đều hưởng ứng. Tháng 9 người Nông Cống là Nguyễn Kỵ tụ họp bè lũ cướp tự xưng là Lỗ Vương Điền Kỵ. Mùa đông tháng 10 người Chiêm Thành đến cướp Thanh Hóa, đánh vào Hương Cổ Vô, sai Quý Ly đem quân chống giữ, gặp giặc đắp ngăn dòng sông ở thượng lưu, quan quân đóng nhiều cọc để đối địch. Ngày 20 giặc mai phục quân và voi giả bỏ chạy mà trở về. Quý Ly chọn những quân tinh khỏe gọi là quân cảm tử đuổi theo để đánh. Quân thủy nhổ cọc ra đánh, giặc bèn phá đập chắn nước cho voi xông ra. Bấy giờ quân tinh khỏe đã đi rồi, quân thủy không thể ngược dòng tiến được, vì thế thua. Tướng coi quân là Hữu Thánh Dực và Nguyễn Chí bị giặc bắt được, còn các quân tướng khác là 70 người đều chết. Quý Ly từ tỳ tướng là Phạm Khả Vĩnh ở lại cầm cự với giặc, còn mình thì trốn về. Nguyễn Đa Phương tạm coi quân Thánh Dực. Đêm ấy Đa Phương bàn nhau với Khả Vĩnh rằng: thế giặc như thế, bọn ta thế cô khó lòng cầm cự được lâu. Nếu muốn rút quân về thì giặc tất thừa cơ đuổi theo. Bèn hạ lệnh cho các quân giăng nhiều cờ xí, buộc thuyền lớn vào cờ cọc, sai người canh giữ rồi lấy thuyền nhẹ trốn đi ban đêm. Quý Ly về đến kinh sư xin phái thêm thuyền đến Khâu Châu Kiều, Thượng Hoàng không cho. Quý Ly vì thế xin giải quyền cờ cầm của quân, không đi đánh nữa. Tháng 11 Thượng Hoàng sai Trần Khát Chân làm tướng đem quân Long Tiệp đi đánh giặc. Khát Chân vâng mệnh khẳng khái giỏ nước mắt lại tạ ra đi. Thượng Hoàng cũng khóc lấy mắt tiễn đưa. Quân từ sông Lô đến sông Hoàng thì gặp giặc rồi. Khát Chân xem số ấy không thể đánh được, mới lui về giữa sông Hải Triều. Em Linh Đức Vương là Nguyên Diệu muốn báo thù cho Linh Đức, đem bè lũ đầu hàng giặc. Còn lấy con gà Thái Tể Nguyễn Trác là Nhân Tĩnh Vương Nguyên Tĩnh Đĩnh làm tư đồ, cựu Hàn Lâm học sĩ Trần Tôn làm thiếu bảo, cùng gia thần là Nguyễn Khang giúp đỡ. Nguyên Đao Phương từ sông Mu về, tự cho mình có công lao công cao, có ý lên mặt, nhiều khi chơi Quý Ly bất tài. Quý Ly mới dèm lại là nghe Đa Phương mà đến nỗi thua, bèn thu lại quân quyền của Đa Phương. Đa Phương vẫn còn có vẻ kiêu. Thượng Hoàng nói: lên trị tội nhẹ để gian. Quý Ly nói: Đa Phương là người mạnh khỏe, thần e rằng nó hoặc trốn sang nước Minh phương Bắc, hoặc trốn sang Chiêm Thành phương Nam, thả cọp ra để lo về sau, chi bằng giết đi. Bèn bắt Đa Phương tự tử. Đa Phương tha rằng: ta vì tài mà được quý, cũng vì tài mà đến chết, chỉ tức vì không được chết ở nơi chiến trận mà thôi. Sở Lư Bộ là Nguyễn Tống Mại và người là La Xã, huyện Nguyễn Khả Hành làm hành khiển, chiêu tập những kẻ không quê không quán làm các quân thần kỳ, dung đấu vô hạn để đánh kinh sư. 2 vua sang Châu Bắc Giang, sư ôn ở kinh sư 3 ngày rồi ra đóng ở Nộn Châu. Thượng Hoàng sai tướng coi quân Tả Thánh Dực và Hoàng Phụng thế để đi đánh dẹp được. Trước Phụng Thế người huyện Hoàng Hóa cùng với đại tướng Chiêm Thành là La Ngai cầm cự nhau ở sông Hoàng Giang, đến đây được mệnh lệnh này: đường đi phải qua sông Miệt Giang, bấy giờ mùa đông nước cạn, bèn đào khơi đường nước cho thuyền đi. Đánh một trận bắt được Sư Ôn, Tống Mại, Khả Hành,
đem giết cả, còn những kẻ bị hiếp đi theo không hỏi đến người nào. Canh Ngọ năm thứ 3 năm 1390, mùa xuân tháng Giêng ngày 23, đô tướng Trần Khát Chân đại thắng quân Chiêm Thành ở Hải Triều, giết được vua nước ấy là Chế Bồng Nga. Bấy giờ Bồng Nga cùng với Nguyên Diệu đem 100 chiếc thuyền đến xem tình hình quan quân, chờ các thuyền khác chưa đến hội. Ba Lậu Kê là tiểu thần của Bồng Nga, bị Bồng Nga trách sợ, phạt sợ phải giết, chạy trốn sang quân ta, trỏ vào thuyền Sơn Lục bảo rằng đó là thuyền của quốc vương. Khát Chân sai các súng đều bắn vào Bồng Nga, bị chúng sốt đến ván thuyền mà chết. Người trong thuyền kêu khóc ầm lên. Nguyên Diệu cắt lấy đầu của Bồng Nga, chạy về với quan quân đại đội phó đô thương đô quân Long Hiệp là Phạm Nhữ Lạc và đầu Ngũ Dương Ngang, để bèn giết Nguyên Diệu và lấy cả đầu Bồng Nga. Quân giặc chạy tan. Khát Chân sai giám quân là Lê Khắc Khiêm bỏ thủ cấp Bồng Nga vào hòm, chở thuyền về báo tin ra thắng trận ở Đại Bình Than. Ở tại thì Bình Than bấy giờ đồng hồ đã điểm canh ba. Thượng Hoàng đương ngủ say bị kinh động, lúc thức dậy cho là giặc đến ngự dinh. Khi nghe tin báo thắng trận nói rằng đã lấy được thủ cấp của Bồng Nga thì mừng lắm, cho gọi các quan đến xem. Các quan mặc triều phục hô muôn năm. Thượng Hoàng nói: ta với Bồng Nga cầm cự với nhau đã lâu, ngày nay mới được thấy mặt, khác gì Hán cao thủ tổ lấy thấy đầu Hạng Vũ, thiên hạ yên rồi. La Ngai đem các quân còn lại đến bên bờ sông Lô làm hỏa táng cho Bồng Nga, rồi đêm ngày đi vô bộ men theo chân núi gác đường sàn mà nấu cơm ở trên, vừa đi vừa ăn, đem cả quân về. Gặp quan quân đuổi theo đánh thì dừng voi mà tung tiền của ra để đuổi. Bấy giờ người ở Nghệ An hài lòng, Tân Bình và Thuận Hóa đều nhiều người làm phản theo người Chiêm, cho nên người Thổ người Dợ đổ ra du kích khắp nơi, không thể ngăn được. Triều đình tuy có Lê Khả Chú làm an phủ sứ hai ở lộ ấy, nhưng chỉ ở kinh sư mà trấn giữ ở xa, chưa từng đến quận bao giờ. Duy có bọn Thổ Hào là Phan Mãnh và Phạm Căng đem dân chúng quy thuận. Mãnh là người có đảm lược, do biết được nhiều tình hình của giặc, lại có công đón đánh những quận quân lại bại trận chạy qua. Thượng Hoàng thưởng cho rất hậu, cho làm qua đến Dực Vệ của quân, lại thăng uy minh tướng quân quản quân Thánh Dực ở Tân Bình, Thuận Hóa, đeo vân phù vàng. Tháng 2, vua ngự đến Long Hưng kiến Xương Yên Sinh làm lễ bái các lăng, xuống chiếu bắt bọn giặc đảng Nguyên Đĩnh, Nguyễn Động, Nguyễn Doãn, Hoàng Hoa, Nguyễn Khang, những người bị ép theo thì không trị. Nguyễn Đĩnh và Trần Tôn đều nhảy xuống nước chết. Khang chạy sang nước Minh, nói dối là con cháu họ Trần, đổi tên là Thiên Bình, lấy Trần Khát Chân làm Long Tiệp Bổng Thần Nội Vệ Thượng Tướng Quân, phong tước Vũ Tiết Tư Quan Nội Hầu, Phạm Khả Vĩnh làm Sa Kỵ Vệ Thượng Tướng Quân, phong tước Quan Phục Hầu, Phạm Lạc Dương Ngang thưởng tước năm tư, thăng Lạc làm giám cấm vệ đô cho Ngang 30 mẫu ruộng, còn các người khác được thăng chức tước theo thứ bậc khác nhau. Mùa hạ tháng tư, tôn thêm huy hiệu cho các tiên đế và tiên hậu và ban thụy hiệu cho các thần kỳ các sứ. Tháng 6 ngày 25, gió lớn mưa dữ nước to, cho em là Nguyên Diệu Trương Tĩnh Vương Nguyên Hy làm nhập nội kiểm hiệu hữu tước quốc bình chương sự. Bấy giờ Trương Tĩnh Vương Nguyên Hy có ý không yên tâm, cho nên là có mệnh này. La Ngai về đến Chiêm Thành giữ nước, tự lập làm vua. Con của Chế Bồng Nga là Chế Ma Nô Đà Nan và em là Chế Sơn Nôn Sợ bị giết, bèn chạy sang nước ta, phong Ma Nô Đà Nam làm hiệu chính hầu, Sơn Nô làm Á Hầu. Mùa đông tháng 10, đào sông Thiên Đức, sai sợ đã thợ đá ở An Hoạch đào dựng động ở núi Thiên Kiện và ở động núi Khẩn Mai để lấy tiền của đã chôn khi trước. Bấy giờ hai núi đều bị lở cửa động lấp kín không đào được, bèn bỏ. Tháng 11 ngày 14, Tư Đồ Trương Túc Quốc Thượng Hầu Nguyên Đán chết. Nguyên Đán là người nhân từ phúc hậu, nho nhã, có người quân tử, có vẻ người quân tử đời xưa. Thượng Hoàng thường ngự đến nhà riêng thăm bệnh và hỏi việc về sau. Nguyên Đán không đáp, chỉ nói xin vệ hạ kính nước Minh như cha, yêu Chiêm Thành như con, thì nhà nước được vô sự, tôi giàu chết cũng không nát xương. Thượng Hoàng có làm bài thơ đề ở mộ Nguyên Đán. Nguyên Đán từng làm bài thơ Thập Cầm 10 con chim, có câu rằng: nhân ngôn ký tử giữ lão nha, bất thức lão nha liên ái phủ. Người bảo dịch là: người bảo đem con gửi ác già, chẳng hay ác già có thương qua. Có ý chê Thượng Hoàng ký thác Thuận Tôn cho Quý Ly vậy. Tháng 12, Phạm Thán làm tri phủ Nghệ An,
Tân Mùi năm thứ tư, mùa xuân tháng 2, Lê Quý Ly đem quân đi tuần châu hóa, xác định quân ngũ sửa xây thành trì. Tháng 3, Quý Ly sai tướng quân coi Tả Thánh Dực là hoàng phụng đế thế, đem quân đi dò xét ở đất Chiêm Thành, người Chiêm đặt mai phục, quân của Phụng Thế tan vỡ, Phụng Thế bị giặc bắt. Quý Ly đem chém 30 người đại đội phó trong bộ đội bộ thuộc của Phụng Thế. Phụng Thế lập mưu trốn về, được phục chức như cũ. Mùa hạ tháng 4, Quý Ly đem quân về. Tháng 5, thiếu úy Trang Định đại vương Ngạc trốn ra Trang Nam Định. Người Trang ấy lấy thuyền đưa đến trại Vạn Ninh. Người trại ấy là Dương Đạc không thôn nhận. Thượng Hoàng sai tướng quân coi Ninh Vệ và Nguyễn Nhân Liệt đuổi theo bắt về. Quý Ly ngầm bảo giết đi. Nhân Liệt đánh chết Ngạc rồi về tâu là Ngạc vì bạo ngược mà người Châu Vạn Ninh giết, dáng làm Mẫn Vương. Đến khi Thượng Hoàng tỉnh ngộ lại, hỏi người đi đuổi bắt Mẫn là ai, Nhân Liệt sợ tự thắt cổ chết. Đến trước đây Thượng Hoàng đã phế Linh Đức Vương, muốn lập Ngạc làm vua. Quý Ly dùng kế đánh lừa mới lập vua lên, mà giao phong cho Ngạc làm đại vương, vẫn giữ chức phụ thần. Ngạc và Quý Ly có hiềm khích với nhau, nhiều lần bị Quý Ly dèm, thành ra sợ hãi nghi hoặc lên đến nỗi thế. Sau Quý Ly cướp nước, dáng làm Liệt hiệu Phán Hầu. Mùa thu tháng 8, các tướng ở Châu Hóa họp cho bàn với bàn thế về lợi hại. Phan Mạnh nói, trời không thể có hai mặt trời, dân không thể có hai vua. Chu Bỉnh Khuê nói, Dương Liễu nói nhiều, mọi người ngậm miệng, chưa rõ câu này có ý thế nào. Bây giờ Đặng Tất và Hoàng Khối Khanh ngầm gửi thư cho Quý Ly biết, Quý Ly là cho là mưu ngầm làm loạn, Bỉnh Khuê và Mãnh đều bị giết cả. Cho Đặng Tất làm Hữu Châu Phán, Hoàng Hối Khanh làm chính hình đại phu, ngự sử đại phu là Đỗ Tử Trừng không nói gì đến việc ấy. Quý Ly làm thơ gửi cho rằng, tá vấn Tử Trừng loạn trung úy, thư sinh Hà Nhẫn phụ Bình Sinh, hãy nói Tử Trừng trung úy nhát, hoặc hành sao lỡ phụ Bình Sinh. Mùa đông tháng 12, lấy La Tu làm tri phủ Thanh Hóa, dựng điện Thụy Trương. Nhâm Thân năm thứ 5, tức năm 1392, mùa xuân tháng 2, giết người con tôn thất là Trần Nhật Cơ Trương. Nhật Trương mưu giết Quý Ly, Thượng Hoàng cho là có lòng khác, giết đi. Mùa hạ tháng 4 đại hạn, xuống chiếu cầu lời nói thẳng, Bùi Mộng Hoa dâng thư đại khái rằng, thần nghe trẻ con có câu hát rằng, thâm tai Lê Sư, thâm độc thay Thái Sư họ Lê. Xem như thế thì Quý Ly tất có lòng dòm ngó ngôi báu. Thượng Hoàng xem tờ tấu xong rồi đưa cho Quý Ly xem. Quý Ly chuyên chính Mộng Hoa ẩn trốn không ra nữa. Tháng 6, Phạm Cự Luận làm chi khu mật viện sự. Mùa thu tháng 7, đổi tên là Lê Nhân Thống làm Lê Cảnh Kỳ cho các chính phủ làm hành khiển. Tháng 9, lấy Hà Đức Lân làm hành khiển tả ti. Mùa đông tháng 10, đặt các cửa quan sông và các sở tuần thủ ở các xứ để trông nom cùng lùng bắt giặc cướp. Mỗi xứ hoặc 3-4-5 tô tùy nơi sung yếu mà đặt. Tháng 12 xuống chiếu rằng phàm quân dân trốn việc phải phạt 4 quan tiền, thích vào gáy 4 chữ, đầu mục thì xử tội chém, ruộng đất sung vào nhà nước. Lê Quý Ly làm sách Minh Đạo 14 thiên dân dâng lên đại khái cho Chu Công là tiên thánh, Khổng Tử là tiên sư. Ở văn miếu thờ Chu Công ở chính giữa ngoảnh về phương Nam, Khổng Tử ở bên ngoảnh về phương Tây, cho sách Luận Ngữ ở 4 chỗ ngờ, như Khổng Tử ra mắt nàng Tam Tử ở nước Trần Hết Lương, Công Sơn Phật Hất gọi mà Khổng Tử không muốn đến. Khổng Tử muốn đến cho Hàn Dũ là Đạo Nho, cho bọn Chu Mậu Thúc, Trình Hiệu, Trình Di, Dương Thì, Lã Trọng Tổ, Lý Diên Diên, Chu Tử đều là học thì rộng nhưng tài thì kém, không quan thiết đến sự tình, chỉ chuyên làm nghề lấy cắp văn chương của người xưa. Thượng Hoàng ban chiếu khen ngợi. Quốc Tử trợ giáo Đoàn Xuân Lôi dâng thư nói bàn thế là không phải, bị lưu đi châu gần. Xuân Lôi là người Ba Lỗ huyện Tân Phúc, là người minh mẫn biết việc, làm quan đến chức thượng thư trung hoàng môn thi lang kiêm ái chi ái châu thông phán, hết tại chức. Thư có đói hành khiển anh Mộc, anh đi chơi rồi con ơi. Thư có nói hành khiển đạo sư Tích đã có xem thư ấy, sư Tích phải giáng làm trung thư thị lang đồng chi thẩm hình viện sự. Quý Dậu năm thứ 6 năm 1393, mùa xuân tháng riêng, lấy Hồ Cương làm giám quân Tả Thánh Dực. Quý Ly ngầm tìm được dòng dõi họ Hồ, định đổi họ cũ mới đem Cương làm tâm phúc.
tháng 2 thi thái học sinh cho bọn Hoàng Quán Chi, Lê Vị, Tờ Tẩu, Mai Tú Phu, Đồng Thúc 30 người. Đỗ, mùa hạ tháng 4 thi đại viên, tháng 6 đại hạn, mùa thu tháng 7 gió dữ mưa lớn, tháng 8 động đất nước to, tháng 9 có sâu cắn lúa. Mùa đông tháng 10 đem công chúa Thái Dương gả cho Thái Bảo, hãng Nguyên hãng. Thái Dương là hoàng hậu của Linh Đức. Từ khi Linh Đức bị giết, Thượng Hoàng muốn chọn người rể hiền gả cho. Thái Dương nhân đi chơi Hồ Tây, thông dâm với phủ quân ty là Nguyên Nguyên, con của Cung Tín Vương Thiên Thạch Trạch. Nhưng thưa Hoàng giận đem gả cho Nguyên hãng là em Nguyên Nguyên để làm nhục. Giáp Tuất năm thứ 7 năm 1394, mùa xuân tháng Dương riêng, thường thuyền buôn nước trà và đến dâng ngựa tạ lạ. Tháng 2 Thượng Hoàng sai thợ vẽ tranh Chu Công giúp Thành Vương, Hoắc Quang giúp Chiêu Đế, Gia Cát giúp Thục Hậu Chúa, Tô Hiến Thành giúp Lý Cao Tôn, gọi là tranh tứ phụ, ban cho Quý Ly để khiến giúp quan gia cũng như nên như thế. Tháng 3 Thượng Hoàng chiêm bao thấy, Duệ Tôn đem quân đến và đọc bài thơ rằng: quãng này chỉ có hầu mõm đỏ, năm le ngầm lên lầu gà trắng, Khẩu Vương đã định việc còn mất, chẳng ở trước mà ở về sau. Thượng Hoàng tự chiết đó là Xích Chủy tức Quý Ly, Bạch Kê tức là Thượng Hoàng, chỉ vì Thượng Hoàng là tuổi Tuân Dậu, Khẩu Vương là chức quốc, việc nước còn hay mất về sau sẽ thấy. Thượng Hoàng lấy làm nghĩ lắm, nhưng thế không thể làm gì làm được nữa. Mùa hạ tháng 4 khi họp thề xong rồi, Thượng Hoàng gọi Quý Ly vào cung, ung dung bảo rằng Bình Chương là người họ thân, công việc trong nước đều giao cho cả. Nay thế nước suy yếu, ta đã già yếu sau khi chết rồi, quan gia đáng giúp gì thì giúp, nếu là người hèn kém ngu tối thì ngươi tự lấy nước. Quý Ly bỏ mũ dạp đầu khóc để tạ ơn, chỉ trời vạch đất thề rằng thần không dốc lòng chung hết sức giúp quan gia để truyền đến con cháu về sau thì trời hại thần. Lại nói Linh Đức Vương không có đức, nếu không nhờ được uy linh của bệ hạ thì thật đã ngậm cười dưới đất rồi, được đâu đến ngày nay dù rằng nát xương tan cũng chưa chắc thể báo đáp được trong muôn một, dám đâu lại có lòng khác. Thế mà vẫn làm đấy. Mùa thu tháng 7 Phùng Cụ làm kinh sư Doãn, đổi trung đô đoa Doãn. Tháng 8 lấy Hoàng Hối Khanh làm an phủ sứ lộ Tam Đái. Mùa đông tháng 11 bãi bỏ viện đăng văn kiểm pháp, đặt Thượng Lâm Tự cho Lê Nguyên Trừng là con trưởng của Lê Quý Ly làm phán tư sự. Tháng 12 ngày 15 Thượng Hoàng băng chôn ở Nguyên Lăng, Yên Sinh miếu hiệu là Nghệ Tôn, Thụy là Quang Nghiêu Anh Chiết Hoàng Đế. Ất Hợi năm thứ 8 mùa xuân tháng 2 bỏ chữ Húy Nguyệt và Nam cho dùng như cũ. Quý Ly giết người Tôn Thất, phủ quân ty Nguyên Uyên và con thứ của Cung Chính Vương Sư Hiền là Nguyên Giận, vì rằng hai người này trong khi để tang Nghệ Hoàng thường bàn đến việc nhật trương, lại giết cả người học trò Nguyễn Phù, Sư Hiền giả làm tai điếc được khỏi chết, tước họ Trần của Nguyên Uyên để làm họ đổi làm họ Mai. Lệ cũ người Tôn Thất có tội nặng phải tước bỏ họ Trần làm họ Mai, lấy Quý Ly làm nhập nội phủ chính thái sư, Bình Chương quân quốc trọng sự, tuyên trung vệ quốc đại vương, đeo luân phù bằng vàng. Mùa hạ tháng 4 xuống chiếu cho Quý Ly vào ở trong bên hữu đại sảnh gọi là họa lư. Quý Ly chép thiên vô giật, dịch ra quốc âm để dạy quan gia, có là ra lệnh gì thì xưng là phụ chính cai giáo hoàng đế. Ngày tháng 6 cấm các quan không được dùng áo to tay rộng, chỉ cho dùng áo tay hẹp. Dân gian gặp ngày chay ngày rỗ chỉ được dùng một chốc lát thôi, đồ dùng không được bịt và vàng sơn son. Nước Minh sai bọn Nhâm Hanh Thái sang xin giúp 5 vạn quân, 50 con voi, 50 vạn hộc lương tải đến địa đầu để cấp cho quân. Bấy giờ người Minh đánh người Man làm phản ở Long Châu và Châu Phụng Nghị, còn làm ngầm làm kế ấy, muốn lấy cớ là gà gạo lương không đủ để trộm bắt người nước ta. Hanh Thái mật báo với cho ta biết, vì thế không cho binh và voi, chỉ cấp cho một ít lương sai quan tải đến Đồng Đăng rồi trở lại. Nước Minh lại sai sứ sang đòi tăng nhân, đàn bà xoa bóp, ối giời, người bị thiến đều cho một vài người thôi. Mùa đông tháng 12 lấy Lương Nguyên Bưu làm hành khiển chi đại tôn chính là Hà Đức Lân. Đức Lân làm nội nhập hành khiển môn hạ tả ti, Hoàng Hối Khanh làm phát vận ti, Phạm Cự Luận làm tham mưu quân sự kiêm khu mật viện sự. Bính Tý năm thứ 9 tức năm 1396, Minh Hồng Vũ năm thứ 29,
mùa xuân tháng riêng xuống chiếu bãi thải bớt, tăng đạo là chưa đến 50 tuổi trở xuống thì cho về hoàn tục, lại là người hoàn tục và ai thông hiểu kinh giáo thì cho làm các chức đường đầu đầu chủ, chi cung, chi quán, chi tự, còn thì làm một kẻ hầu cho người tu hành. Tháng 3 xét định quân ngũ, mùa hạ tháng 4 bắt đầu phát hành tiền giấy thông bảo hội sao, in xong hạ lại cho người đem tiền đến đổi, cứ mỗi một quan tiền đồng đổi lấy một tiền giấy và hai quan tiền. Thể thức tiền giấy: tiền 10 đồng vẽ rong, giấy 30 đồng vẽ sóng, giấy 1 tiền vẽ mây, giấy 2 tiền vẽ rùa, giấy 3 tiền vẽ lân, giấy 5 tiền vẽ phượng, giấy 1 quan vẽ rồng. Ai làm giả phải tội chết, tịch thu tiền sản vào nhà nước, cấm hẳn tiền đồng không được chứa và tiêu riêng, đều thu lại chứa tại ngao trì ở kinh thành và ở các trị sở các xứ. Ai phạm cấm thì cũng phải tội như trên. Xuống chiếu định các thức cách thức thi cử nhân, dùng thẻ văn 4 kỳ, bãi bỏ phép viết án tả cổ văn cổ. Kỳ đại nhất thi một bài kinh nghĩa, có đoạn phá đề, tiếp ngữ, tiểu nga, giảng nguyên đề, đại giảng, kết luận từ 500 chữ trở lên. Kỳ thứ hai thi một bài thơ đường luật, một bài phú cổ thể hoặc thể ly tao, thể văn tuyển, cũng từ 500 chữ trở lên. Kỳ ba thi một bài chiếu dùng để thể Hán, một bài chế, một bài biểu dùng thể tứ lục đời đường. Kỳ thứ tư thi một bài văn sách, lấy kinh sử hay thì vụ mà đề ra, 1000 chữ trở lên. Cứ năm trước thi hương thì năm sau thi hội, ai đỗ thì vua thi lại một bài văn sách để định cao thấp. Tháng 6 định thể thức mũ áo cho các quan văn võ, nhất phẩm thì áo sắc tía, nhị phẩm áo sắc đại đầu hồng, tam phẩm áo sắc đỏ hoa hậu đào, tứ phẩm sắc lục, ngũ lục thất phẩm sắc biếc, bát cửu phẩm sắc xanh. Duy nội thị thì dùng quần áo, quần hai ống, không dùng xiêm. Người không có phẩm hàm và hạnh hoành nô thì dùng sắc trắng. Văn quan và tự quan chức tước từ lục phẩm trở lên cho đội mũ cao sơn, tránh lục phẩm được thắt đai đi hia. Về sắc mũ, tránh thì sắc đen, tòng thì sắc xanh, người tôn thất thì đội mũ vương thắng màu đen, võ quan chức lục phẩm thì đội mũ chiết xung, tước cao mà không có chức được thắt đai đội mũ đính giác, thất phẩm trở xuống đội mũ thái cổ, lòng tòng thất phẩm đội mũ toàn hoa, vương hầu đội mũ viễn du, ngự sử đài đội mũ khước phi. Đấy, đấy, đấy. Mùa thu tháng 8 say tướng coi Long Tiệp là Trần Tùng đi đánh Chiêm Thành, bắt được tướng của nước ấy là Bố Đông đem về, cho họ tên là Kim Trung Liệt, coi quân Hổ Bôn. Sau đến năm Bính Tuất, xây thành Đa Bang, dâng sách xin đem quân đến biên giới đón đánh, không cho quân giặc vào trong cõi đã khiến chúng có thể cậy trường binh và thông đường lối được, nhưng các tướng không theo, Bố Đông bị ốm rồi chết. Mùa đông tháng 10 lấy Hồ Trừ Cương làm đại chi châu, lộ diễn châu, Đặng Tư Thành làm phán châu sự. Tháng 11 Quý Ly làm sách thi nghĩa, Bằng Quốc Âm dùng bài tựa, sai nữ sư dạy hậu phi và cung nhân học tập, bài tựa phần nhiều theo ý mình, không theo tập truyện của Chu Tử. Đinh Sửu năm thứ 10, tức năm 1397, mùa xuân tháng riêng sai thượng thư lại bộ kiêm thái sử lệnh là Đỗ Tỉnh có đi xem xét việc đo đạc động An Tôn Phủ Thanh Hóa, đắp thành đào hào, lập nhà miếu và nền xã, mở đường phố, có ý muốn rời kinh đô đến đấy. 3 tháng làm xong, trước đó việc bàn của triều thần chưa quyết định, hành khiển phạm cự luận can không lên. Quý Ly nói: ý ta đã định trước rồi, ngươi còn nói gì nữa, đến đây thì thi hành. Bấy giờ khu mật chủ sự thị sử là Nguyễn Như Thuyết dâng thư can đại lược nói rằng: ngày xưa nhà Chu, nhà Ngụy rời đô đều thấy không tốt, nay đất Thăng, đất Long Đỗ có núi Tản Viên, có sông Lô Nhị, núi cao sông sâu, đất bằng phẳng rộng rãi, các đế vương ngày xưa mở nghiệp dựng nước, không đời nào là không lấy đất ấy làm nơi sâu gốc rễ bền, nên cứ theo như trước. Bấy giờ quân Nguyên bị giết, giặc Chiêm lột đầu, suy nghĩ một chút để làm thế vững cho bền cho nhà nước. An Tôn là đất chật hẹp hẻo lánh, cuối nước đầu non, lên với loạn mà không lên với trị, chỉ cậy hiểm được thôi. Đời xưa có câu: cốt ở đức không cốt ở đất hiểm, ở hiểm. Quý Ly không nghe. Sau đến kỳ xét công, Quý Ly thấy tên Nhữ Thuyết nói: người này từng nói cốt ở đức không cốt ở hiểm, bỏ tên không dập.
mùa hạ tháng 4 đối trấn Thanh Hóa làm trấn, đổi trấn Thanh Hóa làm trấn Thanh Đô, trấn Quốc Oai làm trấn Quảng Oai, trấn Đà Giang làm trấn Thiên Hưng, trấn Nghệ An làm trấn Lâm An, trấn Đường Trường Yên làm trấn Thiên Quan, trấn Lạng Giang làm trấn Lạng Sơn, trấn Biểu Diễn Châu làm trấn Vọng Giang, trấn Tân Bình làm trấn Tây Bình. Bãi các chức đại tiểu thư xã, chức quản giáp vẫn như để như cũ. Quy định về quy chế về quan ngoài lộ đặt chức an phủ sứ và phó phụ phó sứ phủ đặc phủ đặt chức trấn phủ sứ ở phà phó sứ đặt châu châu đặt thông phán thiêm phán huyện đặt là lệnh úy chủ bạ để cai trị lộ coi phủ phủ coi châu châu coi huyện phàm những việc hộ tịch tiền thóc kiện tụng đều làm gộp ở một sổ cổ lộ đến cuối năm báo lên sảnh để làm bằng mà kiểm xét lại là các phủ đô đốc đô hộ đô thống tổng quản và ti thái thú để trông coi cho phó tướng Lê Hán Thương lãnh đông đô đô lộ đô hộ phủ Thái Bảo Trần Hãn lãnh Bắc Giang lộ đô hộ phủ Trần Nguyên Hãn lãnh Tam Giang đô hộ đô hộ phủ Thiếu Bảo Vương Nhữ Chu làm Thiên Trường phủ lộ quân chấm 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 tháng năm xuống chiếu rằng đời xưa nước nhà có học đảng nhà đảng có nhà tự tọa có nhà trưởng là để rõ giao hóa giữ gìn phong ý tục ý chấm rất mộ nay quy chế ở kinh đô đã đủ mà châu huyện thì còn thiếu làm thế nào để mở rộng giao hóa dân cho được nên hạ lại cho các lộ phủ Sơn Nam Kinh Bắc Hải Đông đều đặt một học quan cho ruộng công theo thứ bậc khác nhau. Phủ châu lớn thì 15 mẫu, phủ châu vừa thì 11 mẫu, phủ châu nhỏ thì 10 mẫu để cung chi cho phí cho nhà học. À, tức là tiền giả như hiệu trưởng đấy, cho hiệu trưởng trường học đấy. Đấy. À, quan lộ và quan đốc học dạy bảo học trò lên cho lên tài nghệ. Cứ đến cuối năm chọn người nào ưu tú tiến cử lên triều đình, chậm sẽ thân hành thi để lấy rồng. Tháng 6 xuống chiếu hạn chế ruộng đứng tên, các đại vương và trưởng công chúa thì ruộng không có hạn chế, dần đến thứ dân thì ruộng chỉ 10 mẫu thôi. Người nào có nhiều nếu có tội được tùy tiện lấy ruộng mà chuộc, người phải biếm hay phải bẫy cũng được lấy ruộng để chuộc, còn thừa phải dâng nộp vào nhà nước. Trước kia khi các nhà tôn thất thường sai nô tỳ đắp bờ đê bối ở bãi ra biển để ngăn mặn, ngăn nước mặn, 2-3 năm là khai khẩn đất thành ruộng, cho lấy lẫn nhau mà ở ngay đấy lập ra nhiều ruộng đất tư trang cho nên có mệnh này. Hữu Thiêm chi sự hành khu mật viện sự là Phạm Cự Luận đem quân thần sách đi đánh bọn giặc cỏ áo đỏ ở trấn Tuyên Quang thua trận bị chết tả bộc xạ lấy hành khiển Đỗ Thế Mãng thay làm kinh lược sứ Tuyên Quang. Mùa đông tháng 11 Quý Ly bức vua rời đô đến phủ Thanh Hóa. Trước là vua đi đến đi yên sinh bái yết các lăng, Quý Ly ép vua cùng đến hành tại Hương Đại Lại gọi là cung Bảo Thanh, cung nhân là Trần Ngọc Cơ và Trần Ngọc Kiểm nói thật với vua rằng rời kinh đô thế nào cũng có việc cướp ngôi. Quý Ly nghe được cho rằng miếu lệnh là Lê Hợp Đùa và phụ đạo Hữu Lũng là lương ông cùng nhờ đồng mưu đem giết quả. Sai hành khiển đồng chi đại tôn chính tự là Lương Nguyên bưu đủ dỡ các cung điện Thụy Trương Đại An bao nhiêu ngói gạch và gỗ to đều giao cho các châu Từ Liêm và Nam Sách trở về kinh đô mới gặp bão chìm đắm mất quá lửa. Ôi xôi, ôi. Nước Minh đưa hai người họ nhờ là nhà Nguyên là Đại Hồ và Tiểu Hồ sang an trí ở nước ta cho Đại Hồ tên là Địa Phục Cơ, Tiểu Hồ là Địa Bảo Lang. Tướng nước Chiêm Thành là chế đa biệt cùng với em là Mộ Hoa Cự Tử Ca Diệp đem cả nhà sang hàng nước ta cho đa biệt là Đại Trung Đức Kim Ngô vệ tướng quân Ca Diệp làm cấm vệ đô đều là họ Đinh lại cho trấn thủ Châu Hóa để chống giữ Chiêm Thành. Mậu Dần năm thứ 11 mùa xuân tháng 3 ngày 15 Lê Quý Ly bắt ép vua phải nhường ngôi cho Hoàng Thái Tử án. Quý Ly có ý cướp ngôi nhưng chót đã thề với Kệ Tôn rồi, sợ trái lời thề ngầm say đạo sĩ là Nguyễn Khánh ra vào trong cung bảo với vua rằng cõi tiên thanh nhã thơm tho khác hẳn với cõi phàm trần, các tiên đế bản triều ta đều thờ đạo Phật, chưa từng ai theo chân tiên, bệ hạ ở ngôi tôn quý nhưng muôn việc khó nhọc, chỉ bằng truyền ngôi cho thái tử để tu dưỡng khí thanh hòa. Vua nghe lời Khánh bèn tâu phủ sổ phụng đạo nhập tiên. Quý Ly làm bảo làm cung Bảo Thanh ở phía tây nam núi Đại Lại mời vua đến đấy, vua truyền ngôi cho Hoàng Thái Tử tờ chiếu nhường ngôi đại lược nói
Trẫm trước, trẫm trước vẫn mộ đạo, không có bụng làm vua, không có đức mà là tạm giữ ngôi, thực khó làm nổi. Vốn chi bệnh thần kinh thường phát ra, nhờ thờ cúng và chính sự đều không làm được. Lời thề nguyện trước, trời đất quỷ thần đều đã nghe. Nay lên nhường ngôi để vững nghiệp lớn, hoàng thái tử án có thể lên ngôi hoàng đế. Phụ chính thái sư Lê Quý Ly là quốc tổ nhiếp chính. Trẫm tự làm thái thượng nguyên quân hoàng đế, tu dưỡng ở cung Bảo Thanh để thỏa chí xưa. Hoàng thái tử án lên ngôi ở cung Bảo Thanh, đổi liên hiệu là Kiến Tân năm thứ nhất, đại xá thiên hạ, tôn Khâm Thánh hoàng hậu làm hoàng thái hậu. Bây giờ thái tử mới 3 tuổi, nhận lễ chuyển ngôi không biết lại. Quý Ly bảo thái hậu lại ở trước cho thái tử lại theo. Quý Ly tự xưng là Khâm Đức Hưng Liệt Đại Vương. Giờ thì Trung thư thượng sư sảnh phụng kiếm chính cai giáo hoàng để thánh chỉ. Ngày hôm ấy trên ngự điện ở kinh đô mới, lễ mừng xong ban yến cho các quan từ ngũ phẩm trở lên, cho đàn ông đàn bà chơi xem ở cửa Nam Thành cả ngày lẫn đêm. Hạ lệ rằng người nào có ruộng thì tự công khai số mẫu. Hành khiển là Hạ Đức Lân nói mật với người nhà rằng đặt ra phép này chỉ để cấp ruộng đất của dân mà thôi. Quý Ly nghe được dáng làm thượng thư bộ hộ bộ, lại hạ lệnh cho dân tiêu địa đề họ ở tên trên bờ ruộng để các lộ phủ châu huyện cộng đồng khám đo làm sổ. 5 năm mới làm xong, ruộng nào không có giấy cung kết thì lấy làm ruộng công. Đấy, đến đây là xin phép hết đời vua Phế Đế, à đời vua Thuận Tôn Hoàng Đế. Vua bị Quý Ly bảo đi tù thì cũng biết thế, không đi tù cho con lên. Con thì mới có 3 tuổi, chả biết gì. Quý Ly làm tất. Đấy.